Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu ibctv.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, xin ngồi viên Minh Đăng và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào quý vị. Mở đầu xin mời quý vị điểm lược sơ qua những bản tin đáng chú ý sau đây. Truyền hình Nga đã chiếu video và hình ảnh những nhà ngoại giao Anh bị trục xuất. Hai tàu hải quân của Đức đi qua eo biển Đài Loan. Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận vaccine của Bavarian Nordic là mũi tiêm đầu tiên để chống lại căn bệnh mpox. Canada đang đàm phán để tham gia giai đoạn tiếp theo của AUKUS. Công nhân Boeing đã đình công sau khi 96% bỏ phiếu bãi công. Mở đầu là tin tức cập nhật trong phần tin thế giới. Sau đây xin mời quý vị đến với phần tường trình của xứng ngôn viên Tuyết Nha. Truyền hình Nga đã chiếu những đoạn phim và hình ảnh các nhà ngoại giao Anh bị trục xuất. Cơ quan an ninh FSB của Nga cho biết vào thứ Sáu thu hồi giấy phép công nhận của 6 nhà ngoại giao Anh tại Moscow, những người được cho có dấu hiệu của hoạt động gián điệp và phá hoại. Đại sứ quán Anh tại Moscow đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Những nhà ngoại giao này được nêu tên trên truyền hình Nga cũng như được chiếu hình ảnh. FSB, cơ quan kế nhiệm chính của KGB Liên Xô, cho biết họ có tài liệu cho thấy một bộ phận ngoại giao Anh đang chịu trách nhiệm về Đông Âu và Trung Á, điều phối vấn đề leo thang tình hình chính trị, được giao nhiệm vụ bảo đảm Nga thất bại về chiến lược trong cuộc chiến với Ukraine. FSB cho biết trong một tuyên bố, những sự kiện được tiết lộ tạo cơ sở xem xét hoạt động của những nhà ngoại giao Anh được họ cử tới Moscow là mối đe dọa an ninh của Liên bang Nga. FSB còn cho biết Nga yêu cầu những nhà ngoại giao Anh phải sớm về nước nếu như bị phát giác tham gia vào hoạt động tương tự. Hai tàu hải quân của Đức đi qua eo biển Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết vào ngày thứ Sáu, hai tàu hải quân của Đức đang di chuyển qua eo biển Đài Loan, trở thành tàu hải quân Đức đầu tiên làm như vậy trong 22 năm. Trung Quốc, quốc gia tuyên bố Đài Loan được quản lý dân chủ là của riêng mình, cho biết là họ thực hiện chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển này. Cả biết Hoa Kỳ và Đài Loan đều nói rằng eo biển này là một tuyến đường thương mại chính mà khoảng một nửa số tàu container toàn cầu đi qua và là một tuyến đường thủy quốc tế. Phát biểu tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng của Đức Boris Pistorius cho biết ông có thể xác nhận việc tàu khu trục Baden-Württemberg và tàu tiếp tế Frankfurt am Main đi qua. Ông nói vùng biển quốc tế là vùng biển quốc tế, đây là tuyến đường ngắn nhất và an toàn nhất xét theo điều kiện thời tiết, vì vậy chúng tôi đang đi qua. Bộ Quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận ngay lập tức. Một nguồn tin an ninh quen thuộc với tình hình cho biết các tàu có khả năng sẽ hoàn toàn rời khỏi eo biển vào ngày thứ Bảy. Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận vaccine của Bavarian Nordic là mũi tiêm đầu tiên chống lại bệnh mpox. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết vào thứ Sáu họ phê duyệt vaccine mpox của Bavarian Nordic là mũi tiêm đầu tiên được cơ quan này chấp thuận, ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này tại các nước châu Phi. Việc phê duyệt được diễn ra khi một loại virus mới lây lan từ Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đã xuất hiện đợt bùng phát đầu tiên vào năm 2023, sang một số nước láng giềng. Vaccine Nordic Bavarian được gọi là Jynneos tại Hoa Kỳ, ban đầu được chấp thuận là vaccine tiêm phòng bệnh đầu mùa. Một số liều được tặng tại Congo, nơi mà đợt tiêm chủng đầu tiên dự trù bắt đầu vào đầu tháng 10 năm nay. Demi Ogona, Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp mpox của WHO, đã nói trước khi phê duyệt rằng bằng chứng mà chúng ta có hiện nay cho thấy điều quan trọng là chúng ta tận dụng vaccine để bảo vệ dân số của chúng ta. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vaccine không phải là viên đạn thần kỳ và biện pháp y tế công cộng như xét nghiệm và truy vết tiếp xúc là vô cùng quan trọng. Ông cho biết công chúng cũng nên được thông báo vẫn còn một số điều chưa biết, bao gồm cả thời gian bảo vệ khỏi mpox kéo dài bao lâu. Tin tức tiếp nối liên quan đến Canada đang đàm phán để tham gia giai đoạn tiếp theo của AUKUS. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair tuyên bố trong ngày thứ Sáu, Canada đang thảo luận chi tiết về việc tham gia một thỏa thuận AUKUS mở rộng giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc được thành lập để chống lại ảnh hưởng quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Canada cho biết muốn tham gia trụ cột thứ hai của
AUKUS sẽ hợp tác về các công nghệ quân sự mới bao gồm trí tuệ nhân tạo, máy tính điện tử, nhưng cho đến nay vẫn chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về cuộc đàm phán đó. Ông Lee nói rằng ông và người đồng cấp Nhật đã thảo luận về vấn đề này, chương trình hiện đang cân nhắc hợp tác với Nhật Bản. Ở giai đoạn đầu bao gồm 3 thành viên sáng lập làm việc về công nghệ tàu ngầm nguyên thử cho Úc. Ông Blair, người đang có chuyến thăm công du lần thứ 2 đến tới Nhật Bản với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, đã đến Tokyo từ Nam Hàn, quốc gia cũng đang đàm phán về vai trò của AUKUS. Canada đang tìm kiếm một vai trò an ninh lớn hơn ở châu Á và đã ưu tiên xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với Nhật Bản và Nam Hàn. Khi các cam kết quốc phòng mở rộng trong và ngoài nước, Canada đang mở rộng chi tiêu quân sự. Ông Blair cho biết dự luật quốc phòng của Canada sẽ tăng gấp 3 trong 3 hoặc là 4 năm tới. Công nhân Boeing đình công sau khi 96% bỏ phiếu bãi công. Công nhân tại bờ Tây Hoa Kỳ Boeing đình công sau khi 96% bỏ phiếu vào thứ Năm ủng hộ đình công, nhưng sản xuất máy bay phản lực bán chạy nhất của hãng sản xuất này khi đang vật lộn với tình trạng chậm trễ sản lượng kinh niên và nợ nần chồng chất. Cuộc đình công đầu tiên của công nhân từ năm 2008 bắt đầu vào nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương khi thứ Sáu bắt đầu, vài tuần sau khi CEO mới là Kelly Osbert được đưa vào tháng 8 để khôi phục niềm tin vào hãng sản xuất máy bay, sau khi tấm cửa thổi bay chiếc máy bay phản lực 737 Max giữa không trung vào tháng 1. Khoảng 30.000 công nhân sản xuất máy bay phản lực 737 Max của Boeing và máy bay phản lực khác tại Seattle và Portland bỏ phiếu cho hợp đồng đầy đủ đầu tiên sau 16 năm. Các thành viên của Hiệp hội Công nhân Cơ khí và Hàng không Quốc tế AIM đã bỏ phiếu 96% ủng hộ đình công và 94.6% phản đối thỏa thuận. Ông John Holden, đứng đầu những cuộc đàm phán của AIM, công đoàn lớn nhất Boeing cho biết trước khi công bố kết quả bỏ phiếu, ông nói đây là sự tôn trọng về việc giải quyết quá khứ và là về việc đấu tranh cho tương lai. Chúng tôi đình công vào lúc nửa đêm, trong khi các thành viên trong hội trường công đoàn reo hò hô vang đình công. Boeing cũng chưa trả lời lập tức về yêu cầu bình luận nào. Ukraine bảo đảm trả lại 49 người trong cuộc trao đổi tù binh với Nga. Tổng thống của Ukraine ông Zelensky cho biết trong ngày thứ Sáu, Ukraine đã bảo đảm việc trả tự do cho 49 người khỏi sự giam cầm của Nga trong cuộc trao đổi tù nhân mới nhất với Moscow. Phát ngôn viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết cuộc trao đổi mới nhất kể từ cuộc xâm lược của Nga năm 2022 đã được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất làm trung gian. Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng của ông Zelensky, cho biết trên ứng dụng Telegram rằng những người Ukraine được thả bao gồm có 7 dân thường cũng như nhân viên của lực lượng vũ trang, vệ binh quốc gia, cảnh sát và lực lượng biên phòng. Ukraine không cho biết có bao nhiêu người Nga sẽ được thả. Moscow vẫn chưa bình luận về cuộc trao đổi này. Đoạn băng do Ukraine công bố từ một địa điểm không được tiết lộ cho thấy quân nhân được chào đón bằng hoa, cái ôm và tờ rơi có nội dung cảm ơn vì đã chịu đựng tất cả. Một tù nhân được thả đã ôm tờ rơi vào lòng và khóc. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại và chúng tôi sẽ quay trở lại để tường trình đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới Nam Mỹ đang vượt qua kỷ lục về cháy rừng tràn lan. Indonesia chào đón sự ra đời của tê giác Java con có nguy cơ tuyệt chủng. Bộ Công Thương Việt Nam được giao nghiên cứu phát triển điện nguyên tử ra sao và London chuẩn bị cho sàn diễn thời trang và tiệc tùng khi tuần lễ thời trang kỷ niệm 40 năm. Xin mời quý khán giả đón xem.